Tunisia mở lại đường bay đến Libya, tin từ Tripoli, Libya. Vào ngày thứ Năm 20 tháng 8, Tunisia đã mở lại đường hàng không nối liền với nước này và Libya, cho rằng các phi trường của quốc gia láng giềng đã được cải thiện đáng kể và đạt tiêu chuẩn an toàn theo quy định. Một chuyến bay đầu tiên đã được phi cơ của hãng hàng không Libya Gadames Air thực hiện cất cánh từ phía trường quốc tế Mitiga ở Tripoli vào chiều ngày thứ năm và bay đến Carthage của Tunisia. Một hành khách đi trên chuyến bay đầu tiên nối liền thủ đô của Libya và Tunisia nói rằng đây là sự kiện lớn đầy mới mẻ và làm giảm tình trạng tắc nghẽn ở khu vực biên giới đông đảo người qua lại. Các viên chức lãnh đạo hàng không và hành khách của hai quốc gia đều hoan nghênh sự kiện này. Libya đã bị tàn phá nặng nề vì bạo động và cuộc xung đột kể từ khi nhà độc tài Muammar Gaddafi bị lật đổ 4 năm về trước. Còn Tunisia đã phải đối phó với hai vụ tấn công của phiến quân trong năm nay, đang lo sợ các vụ bạo động từ Libya sẽ lan sang lãnh thổ của mình. Libya đang có hai chính phủ kình địch nhau của phiến quân Hồi giáo và các lực lượng du kích để tranh giành quyền hành, buộc nước này phải đình chỉ hoạt động của các chuyến bay qua lại trên bầu trời của đất nước phần lớn các hãng hàng không ngoại quốc và tòa đại sứ đã rút khỏi Libya sau khi đất nước này rơi vào tình trạng hỗn loạn từ 4 năm về trước sau vụ lật đổ ông Gaddafi. Tunisia vẫn là địa điểm trung chuyển và tập trung phần lớn người tị nạn từ Libya chạy sang để lánh nạn chiến tranh.